Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý vị với phần 4 và cảm ơn quý khán thính giả tiếp tục theo dõi. Rất tiếc chúng tôi một lần nữa xin thưa như đã thưa với ngày hôm qua là YouTube hiện nay chúng tôi gặp trở ngại vì một cái lỗi lầm nhỏ. Và bây giờ YouTube rất là khó khi mà phạm vào những cái lỗi lầm liên quan đến copyright đó. Không phải là lỗi của Lunarson TV mà đôi khi khách hàng hoặc là thân hữu, cộng tác viên họ sử dụng mà chỉ cần một câu nhạc thôi, một dòng nhạc thôi cũng có thể gây ảnh hưởng. Vì thế hiện nay thì bản tin tức của chúng tôi không có xuất hiện trên YouTube. Quý vị có thể xem live trên TV, vào trong Facebook cũng xem được, Ngọc Lan. Quý vị không thể xem trên YouTube trong tuần này thôi, tuần này thôi. Tuần sau quý vị có thể xem lại. Thì hiện bây giờ đó quý vị có thể xem ngoài đài 56.10, 14.2. Quý vị có thể xem trực tiếp ở trên website của Lido Sài Gòn TV. lidosaigontv.com. Xem trực tiếp. Rồi sau đó nó vẫn còn coi lại được không? ngoài ra thứ hai là quý vị xem được ở trên Facebook cũng là live hiện bây giờ. Tuy nhiên xin được thông báo trước là bắt đầu từ tuần sau thì Facebook của Lido Sài Gòn TV sẽ không còn live trực tiếp chương trình Cà Phê Sáng và Thời Sự Thế Giới nữa. Quý vị chỉ có thể coi live ở trên đài 56.10, 14.2 trên lidosaigontv.com, là nghĩa là coi trực tiếp. Còn lại ở trên Facebook và YouTube bắt đầu từ tuần sau quý vị phải coi lại chậm hơn khoảng chừng 1 tiếng đến 2 tiếng, tức là sau để khi lại. Sau khi mà chương trình được phát rồi thì quý vị mới coi lại được trên đó. Thì xin thông báo để quý vị có một cái sự chuẩn bị và thông cảm với những cái điều mà không có thuận tiện cho quý vị trong thời gian sắp tới. Và điều đó cũng xảy ra với tất cả những ai mà sử dụng mạng YouTube hoặc là Facebook để đưa các video hình ảnh lên. Thưa quý vị, chúng ta phải đi theo các quy định theo YouTube và Facebook. Hồi nãy trước khi được gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi có nhắc đến một nhân vật mà đùa với tí cho vui với Ngọc Lan đó, bởi vì ngồi với Ngọc Lan Cà Phê Sáng hay thấy Ngọc Lan nhắc tới Elon Musk mỗi khi cổ phiếu Tesla lên thì cũng tạo nên nhiều quan tâm. Rồi những cái tuyên bố của Elon Musk đưa ra là gây ảnh hưởng đến cái trị giá của cryptocurrency, Bitcoin vân vân. Thế nhưng trong thời gian qua anh cũng hơi bị nhức đầu về cái chuyện thuế má. Đó có thể là lý do tại sao Elon Musk bực mình với California và dọn sang Texas để tránh thuế. Tuy nhiên một cái tiền thuế mà sắp tới đây Elon Musk phải trả không thể tưởng được, thưa quý vị. 15 tỷ Mỹ Kim thiếu sở thuế IRS và trong đó thiếu thuế của California luôn nữa, bởi vì tiểu bang có cái tiền thuế đánh riêng cho Elon Musk. Họ nói rằng những người giàu đó họ không đóng thuế. Đúng, lỗ hổng của thuế không đánh với người giàu. Nhưng mà riêng trong trường hợp Elon Musk hoặc là những người làm cho các công ty mà hưởng những cái quy chế đặc biệt của công ty thì chúng tôi giải thích cái chuyện này nó đặt không còn là lỗ hổng nữa mà đó là điều kiện bắt buộc. Thí dụ Ngọc Lan làm việc cho Little Sài Gòn TV. Thay vì trả lương cho Ngọc Lan, Little Sài Gòn TV nói chúng tôi sẽ trả cho Ngọc Lan bằng cổ phiếu. Thì tôi tính giá cổ phiếu của Little Sài Gòn TV hiện nay, thí dụ $100 một cổ phiếu, tôi để cho Ngọc Lan 2 đồng. Nó gọi là option stock. Thì 2 đồng đó thực sự nó sẽ trị giá 100. Mà lúc cho Elon Musk bao nhiêu triệu cái option stock đó, có mấy đồng một cái stock, bây giờ nhiều ngàn mấy rồi. Thì quý vị tưởng tượng trong thời gian qua đó Elon Musk làm cả bao nhiêu tỷ Mỹ Kim. Nhưng theo cái hồ sơ thuế đó, một khi công ty mà đưa cho Ngọc Lan cái option stock đó, Ngọc Lan phải đóng thuế nếu cái stock nó lên.
đóng thuế theo cái stock nó lên. Thì thưa quý vị, Elon Musk độc thân mà chúng tôi nhìn vào cái hồ sơ thuế thì cũng hoảng luôn. 53% tiền thuế là 1 tỷ phải đóng 530 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Mà nếu quý vị hỏi đến những người mà làm trên 1 triệu Mỹ Kim đó, quý vị sẽ thấy họ đóng thuế hoảng hồn luôn. Chúng tôi biết có người có gia đình nha, đã trừ hết thuế rồi, vậy mà đóng cũng khoảng 40 mấy% tiền thuế đó Ngọc Lan. Yeah. Vừa thỏa thuế liên bang, vừa California nữa. Và tổng số tiền mà Elon Musk kiếm được từ cái option stock này, anh không có chạy thuế được, bởi vì đó là cái quy định của chính quyền liên bang rồi và tiểu bang rồi. Anh chỉ có thể trốn được bằng cách đó là anh mượn tiền ra để anh làm income. Và đó là lý do Tổng thống Trump hoặc là những người tỷ phú khác họ không đóng thuế là vậy đó. Tôi đâu có làm lương gì đâu, Ngọc Lan nói tôi không có làm lấy tiền lương gì trên đó. Đó. Thì nhưng mà được cái là sở hữu của tôi thì mỗi khi tôi bán stock ra để tôi lấy cái tiền lương đó thì tôi mượn tiền từ công ty. Ngọc Lan mượn tiền Little Sài Gòn TV đưa cho Ngọc Lan xài. Thì cái tiền đó tiền mượn mà đóng có thống thuế đâu. Thì đó là cái lỗ hổng thuế mà những người tỷ phú hoặc triệu phú né được. Riêng trong trường hợp option này thì công ty không có chạy đi đâu được hết. Và Elon Musk ngày hôm nay thiếu 15 tỷ Mỹ Kim. Và đó là lý do trong ngày hôm qua anh mới gửi lên trên Twitter, anh hỏi với những cũng bị đặt nữa, làm gì cũng hỏi thành viên của mình hết, bởi vì anh có bao nhiêu triệu người followers mà. Anh nói tôi có nên bán cổ phiếu của Tesla hay không để tôi đóng thuế. Thì một đám nói rằng yes. Những người này trên Twitter họ nói nhờ Elon Musk bán thì họ mới có cơ may để mua Tesla. Thì quả nhiên như thế, sáng ngày hôm nay cổ phiếu của Tesla nó rớt xuống chút xíu. Bởi vì có tin tức là sớm muộn gì thì Elon Musk phải bán đi có thể lên tới cả bao nhiêu triệu cổ phiếu của Tesla đó để lấy tiền đóng thuế cho California với IRS 15 tỷ Mỹ Kim. Không có chạy được thưa quý vị, và cái tiền này nó có thể là hết cuối năm nay đó, là phải hoàn tất cái hồ sơ đóng thuế này. Như vậy khi ông bán đó thì cái cổ phiếu nó xuống, cho nên là những ai đang giữ cổ phiếu của Tesla đó đang trong thời gian sáng nay bắt đầu bán, bắt đầu là lo chạy trước, mặc dù trong tuần lễ vừa qua thì nó lên quá trời luôn. Một cái tin nữa cũng liên quan đến, nếu như không đến nỗi là tỷ phú giống như là ông chủ của Tesla, nhưng mà liên quan đến gần gũi với lại cư dân của thành phố Westminster, đó là nghị viên Kimberly Hồ. Không biết là trong thời gian qua thì có rất là nhiều tin liên quan đến nghị viên Kimberly Hồ. Tờ Voice of OC đã đưa ra một cái tin cho biết là hôm thứ Tư tuần trước á, thì cảnh sát đã đột kích vào một căn nhà, mà nói là căn nhà đó giống như là tổ chức đánh bạc ở trong nhà. Tuy nhiên khi mà họ không có cho biết là cái số tiền bao nhiêu thu được cái sòng bạc đó, bao nhiêu người tham gia đánh bạc ở đó, nhưng mà họ lại chỉ đưa lên là chủ của căn nhà đó là nghị viên Kimberly Hồ, cùng với lại một người nữa, hai người cùng đứng tên căn nhà đó, và căn nhà này là căn nhà cho thuê. Thành ra là khi mà họ truy ra chủ nhân á, thì họ phải liên lạc với, mà lại là nghị viên nữa, cho nên họ liên lạc với nghị viên Kimberly, thì cô nói rằng là căn nhà đó cô cho thuê, mà cô khi cô mua căn nhà đó từ hồi tháng 6 của năm rồi đó, thì cái nhà đó đã có người cho thuê sẵn, cho nên ví dụ cô mua căn nhà đó là phải giữ luôn cái hợp đồng là cho những người đó thuê tiếp tục. Thì bây giờ cô cũng chỉ biết là nhắc nhở cái công ty mà quản lý nhà đó sau này phải kiểm tra lại cái credit của những người thuê nhà cho nó hợp, cho nó tử tế hơn, cho nó kỹ càng hơn thôi, chứ bây giờ cô cũng không có biết là như thế nào. Thì người ta cũng không có công bố cái nhà đó ở đâu, chỉ biết là nó ở đường Edward với là Tillamook thôi. Thì đây là thêm là một lần nữa những cái gì liên quan đến nghị viên Kimberly Hồ lại được những một số cái báo chí lôi ra phanh phua, rồi họ nói là cô có nhiều căn nhà cho thuê, nhưng mà theo cái hồ sơ được nộp đó thì năm ngoái chỉ riêng hai căn nhà thôi, thì cái income đến từ tiền thuê nhà đó cũng là cả 100,000 rồi, chưa đến những cái cơ sở khác. Và với tin tức liên quan đến Tesla, đến giờ phút này chúng tôi nhìn vào Tesla xuống tới $70, 6%
với tuyên bố Elon Musk phải bán cổ phiếu để trả thuế. Tin tức sẽ còn tiếp nối ngay sau phần quảng cáo với thời sự thế giới, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng giờ đây thì tạm lưu luyến chia tay với Ngọc. Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.